Hello, xin chào toàn thể các cô chú anh chị em nha. Xin chào toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog của em nha. Xin chào mọi người, hôm nay trở lại với toàn thể các cô chú anh chị em với một cái video về đời sống xã hội đấy của Việt Nam. Lâu rồi em cũng không làm mấy cái video để gọi là đả kích mấy những anh chị em tào lao bí đao ở trên những cái cộng đồng mạng đấy, những cái nick ảo, những cái nick giả đang bôi xấu, làm nhọ, xuyên tạc đi những cái hình ảnh, rồi những cái thông tin, rồi những cái lịch sử của con người Việt Nam. Đấy, hôm nay lại ngứa mỏ một tí đấy, thì lại làm một cái video chia sẻ vui đấy, đối với toàn thể các cô chú anh chị em đang theo dõi và ủng hộ kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Cũng mong là sau khi những cái chia sẻ và những cái phát ngôn này của em thì mọi người sẽ hiểu hơn, hoặc là mọi người sẽ có những cái ý thức nhận định hơn để gọi là bảo vệ đất nước của mình đấy. Chúng ta không phải bảo là lên trên mạng đây nói nhăng nói quậy hay là nói về cái lòng yêu nước để gọi là nó nhàm chán, để gọi là nó thừa thãi. Không thừa thãi đâu các cô chú anh chị em ạ. Đấy, kể cả chúng ta em làm một video thì em truyền tải đến mọi người, thì mọi người làm hai video, ba video, bốn video, thì chúng ta cùng trên đất nước Việt Nam và cùng là con người Việt Nam thì chúng ta bảo vệ nhau bằng những cái phương pháp như thế. Đó, mỗi người mỗi nhiệm vụ, mỗi công dân sẽ có một cái cách yêu nước và bảo vệ đất nước của mình nó khác nhau. Đó. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị em một số những cái vấn đề là như thế này. Dạo gần đây thì nhà nước của chúng ta đang phát triển hệ thống đường sắt Bắc Nam. Đấy, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, trong đó có khoảng tầm hơn mấy điểm, 20 mấy điểm ga. Đấy thì cái dự kiến là đầu tư khoảng tầm 67 tỷ đô la. Đấy, rồi là 350 km/h. Đấy, đối với tốc độ vận chuyển cả người lẫn hàng hóa. Và dự tính thì chưa gọi là biết đến năm bao nhiêu thì chúng ta sẽ thành công. Đấy, nhưng mà đây là một cái giải pháp và đây là một cái công trình lịch sử và rất là quan trọng đối với hệ thống vận chuyển hàng hóa lẫn như là cái con người đi lại trên đất nước Việt Nam. Nếu phát triển được hệ thống đường sắt Bắc Nam như này, đi khoảng tầm 5 đến 6 giờ là từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh được, thì đây quả là một điều và là một cái lịch sử đáng mơ ước đối với đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Đấy, nhưng mà em thường thấy là khi mà chính phủ mới họp hay là đưa ra một cái ý kiến nào đó để trưng cầu dân ý hay là để bàn luận, thì thật sự là có một số những cái thành phần rất là coi thường Việt Nam, và kể cả một số những cái bộ phận, những cái con người mà đang sống và phục vụ là công dân của đất nước Việt Nam cũng có một cái thái độ nó rất là không tin tưởng đối với đất nước của chúng ta. Đấy, thì phải nói rằng là đất nước chúng ta ấy, nhiều người còn bảo ui Việt Nam còn chả sản xuất ra được cái ốc vít thì biết làm cái gì, thì thực sự ấy, chúng ta làm được cái gì hay không ấy, và chúng ta có thành quả hay không ấy, thì chúng ta cũng cần phải có thời gian, chúng ta cũng cần phải có học hỏi, chúng ta cũng cần phải có những cái thử nghiệm. Chứ mọi người tưởng mà ví dụ như là Mỹ hay là Đức hay là Pháp hay là các nước châu Âu phát triển đấy, các nước phát triển đấy, thì mọi người người nghĩ nó đơn giản là nghĩ hôm nay ngày mai là có thành quả. Người ta phải đấu tranh cả hàng 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, có khi tận cả 50 năm người ta cũng mới thành công được. Nhưng mà mọi người hiểu rằng là đất nước chúng ta mới có bình thường hóa tất cả các quan hệ và bỏ cấm vận mới được có 29 năm nay, chưa bước sang năm thứ 30. Mà mọi người đòi hỏi chúng ta là là phải có sản xuất được máy bay này, sản xuất được tàu lửa này, sản xuất được ô tô này. Mọi người có thấy 29 năm đấy nó dài không? Ngắn ơi là ngắn, dài cái gì? Đó, nhiều người không hiểu gì về cái cốt lõi lịch sử, không hiểu gì về cái cốt lõi phát triển của Việt Nam, mà mọi người cứ sơi sơi chửi nhà nước, sơi sơi chửi lãnh đạo, sơi sơi chửi là ui rồi đất nước Việt Nam thì sản xuất được cái gì đấy. Và ngay kể cả một cái hệ lụy đó là cái hãng xe VinFast của Việt Nam đấy, của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, đó là một cái sự cố gắng không ngừng nghỉ của người ta, và đây là một sự quan tâm của nhà nước đối với doanh nghiệp và tập đoàn. Đấy, mọi người bảo ui rồi Việt Nam thì sản xuất được cái gì, nhưng mà dây chuyền nhà máy là đang ở Việt Nam. Đấy, chúng ta sản xuất được cái gì, chẳng nhẽ chúng ta khoe à? Khoe là tôi sản xuất được cái này, tôi sản xuất được cái kia.
để người ta biết à, để người ta tìm tòi, để người ta nghiên cứu à. Đôi lúc ấy người ta không công bố lên trên các trang mạng xã hội hoặc những cái trang chính thống, tại vì nó sẽ có những cái bí mật khác nhau mà chúng ta không thể biết được. Đấy, cho nên là muốn biết nó bền hay không, khỏe hay không, đẹp hay không, đấy thì chúng ta phải mua và ủng hộ hàng Việt Nam thì không bao giờ là thiệt đối với người Việt Nam. Hằng hà những cái chính sách của ông Phạm Nhật Vượng ưu tiên Vin, mọi người bảo là ừ Vin bán đắt. Đấy, mọi người biết là nó hỗ trợ thế nào không? Mọi người biết là nó ưu đãi mọi người thế nào không? Có vé voucher mua cái nọ mua cái kia trong Vincom, để trong Vincom, xài trong Vincom, sạc miễn phí, rồi là các kiểu thể loại. Đó, mọi người có nghĩ đến cái tầm vậy không? Đấy, mọi người có biết bao nhiêu những mặt hàng sản phẩm của Việt Nam đang ở nước ngoài mà ghi là Made in Việt Nam chưa? Đấy, mọi người sử dụng mọi người cứ nghĩ rằng ừ đồ này là đồ của Trung Quốc, không có đâu. Trên các sạp hàng bây giờ của Việt Nam, thạch rau câu, kẹo kiếp các kiểu, đồ bánh kẹo các kiểu toàn của Việt Nam hết đấy. Đấy, nhưng mà hàng cao cấp toàn của Việt Nam hết đấy. Không phải đùa đâu, mít sấy, khoai sấy, dẻo các kiểu, dứa sấy các kiểu, đào đóng hộp các kiểu toàn của Việt Nam không đấy. Hạn chế đồ của Trung Quốc đến 80% rồi. Nhiều các cô chú anh chị em ở ngoài miền Bắc thì thật sự là vẫn có những hàng của Trung Quốc nha. Đấy mà mọi người bảo là phải đến 80 mặt hàng của Trung Quốc, điều này hoàn toàn sai lầm. 50-50 thôi, không có 80% đâu. Đấy, nhà nước chúng ta đã giám định, nhà nước chúng ta đã có cơ quan kiểm định đàng hoàng khi đồ của Trung Quốc vào Việt Nam. Những cái năm 2014 đến những cái năm 2016 em đang làm bên thực phẩm. Đấy, em đang làm bên thực phẩm của công ty thực phẩm Việt Hàn đấy ở ngoài đó. Thì em cũng đã em nói thật với các cô chú anh chị em, đồ của Trung Quốc ấy nó chỉ được cái mẫu mã nó đẹp, nó to hơn đồ của Việt Nam thôi. Nhưng ngược lại là nó toàn sang Việt Nam để nó nhập những cái đồ mà bé bé. Ví dụ khoai tây của nó bằng nắm đấm này, thì khoai tây Việt 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 Nam của mình chỉ bằng bằng cái này thôi. Nhưng mà khoai tây của Việt Nam nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhiều tinh bột hơn và ăn nó có vị bùi và nó có hương vị hơn. Kể cả cải thảo của Trung Quốc cũng thế. Cải thảo của Trung Quốc nó có thể to như thế này. Cải thảo Việt Nam nó chỉ bằng từng này thôi. Nhưng mà cải thảo của Việt Nam nấu lên nó thơm ngon hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là mọi người phải hiểu rằng là con người ấy chỉ lừa nhau được dăm ba lần thôi. Ai lừa nhau đâu được cả đời. Dân Việt Nam thế thôi. Ngày xưa ấy, chúng ta cứ tập trung chúng ta bán cho hắn. Nhưng giờ là chúng ta tập trung chúng ta sử dụng trong nước của mình cũng rất là nhiều rồi. Đấy, cho nên là đấy là những cái điều phát triển của Việt Nam. Thì phát triển nó cũng cần phải có thời gian, nó cũng cần phải có định mức phát triển. Chứ đâu phải là hôm nay ông yêu cầu như thế này là nhà nước phải thay đổi, là nhà nước phải phát triển như này. Nó là cả một hệ thống và cả một cái dây chuyền. Đấy, chứ đừng có mở mồm ra là chê Việt Nam thế nọ, chê Việt Nam thế kia. Đấy, mọi người thấy không? Sau khi những cây cầu Cần Thơ bị sập, sau khi những cây cầu mà của người Nhật, đấy, chính người Nhật thi công, em nói thật với các cô chú anh chị em ấy, chúng ta vẫn đi thăm viếng các nước bình thường. Nhưng người ta đến nước Việt Nam mình để làm việc và đến nước Việt Nam mình với cái chính sách ngoại giao, người ta phải được hưởng gấp đôi, gấp ba lần quyền lợi thì người ta mới đến. Và người ta đến người ta có làm tốt hay không? Đó là cái việc của người ta. Mọi người nói nước Nhật không phát triển à? Nước Nhật không văn minh à? Không phải. Nhưng nó sang Việt Nam, tại sao nó xây cầu? Người ta luôn ca ngợi là người Nhật xây đường, xây cầu là tốt lắm. Tại sao cầu sập? Đấy. Nó vẫn bán thầu cho người Trung Quốc làm để kém chất lượng, rút ruột đấy. Đấy, nếu mà người Việt Nam mà rút ruột như thế, các ông các bố ở đâu các bố gào lên, bố ui rồi người Việt Nam đấy làm thế nọ làm thế kia đấy, làm điêu ăn điêu đấy. Đấy, người nước ngoài nó làm thế đấy, gào đi. Gào vào mắt à. Chúng ta không phải mang nó đến để chúng ta làm, để chúng ta làm sập cầu, để làm hại đến người dân. Chúng ta mang nó đến để cho công nhân của chúng ta học hỏi được những cái kinh nghiệm, những cái kỹ thuật. Đấy, bây giờ cầu Bắc Mỹ Thuận 2 đấy, tất cả là do đồng vốn của Việt Nam, từ đóng thuế của người dân. Đấy, tất cả là kỹ sư Việt Nam, tất cả là kỹ thuật Việt Nam. Đấy, xây được một cây cầu còn to đẹp hơn cầu Bắc Mỹ Thuận một trước luôn. Đấy, nước ngoài xây đấy không bằng chúng ta xây luôn. Đấy, thì mọi người phải hiểu, đấy là cái trình độ học hỏi mà chúng ta cần phải nâng cấp. Đó. Em nói thật với mọi người cứ chê những cái tuyến đường sắt trên cao mà Trung Quốc nó làm kéo dài. Thật sự đây là một cái hệ lụy. Chúng ta phải nhận định chắc chắn là đây là một cái hệ lụy cực kỳ là to lớn. Đấy, Trung Quốc để lại. Nhưng mọi người có biết sau khi cái hệ lụy đó để lại, chúng ta học được những cái gì không?
Em nói thề với các cô chú anh chị em luôn, sau này có những cái tuyến đường sắt trên cao mà ngắn, Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Đấy, mình cần những cái thí nghiệm. Đấy, và mình cần có những cái sự đánh đổi. Nhiều người không biết đến cái vấn đề này đâu, cứ chê, cứ mở mồm ra là chê, nhưng mà mọi người không biết đến cái tính chất cốt lõi của nó đâu. Đấy, mọi người cứ tưởng ôi nó thế nọ, nó thế kia, nhưng không phải đâu. Đấy, chúng ta phải như thế. Và chúng ta nó còn liên quan đến cái vấn đề ngoại giao nữa. Đấy, để cho một đất nước hòa bình ổn định như ngày hôm nay, em cũng thoải mái video chia sẻ với các cô chú anh chị em trên kênh, và ngay kể cả các cô chú anh chị em bây giờ cũng đang sống rất thoải mái trên đất nước Việt Nam, thì mọi người phải hiểu là đây là một cái chính sách ngoại giao khôn khéo của chính phủ và những cái người mà người ta có trách nhiệm như là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, các bộ ngành khác nhau đấy, để tạo lên một cái đất nước như ngày hôm nay, Việt Nam như ngày hôm nay. Đấy, chưa gì đã mở mồm ra đã chê đất nước, đã chê con người của chúng ta rồi, thế thì mọi người hỏng hết. Đấy, cha ông của chúng ta dạy như nào? Tất cả những người giỏi phải có trách nhiệm với đất nước, kể cả không giỏi. Đấy, cũng phải có trách nhiệm với đất nước. Trách nhiệm với đất nước là gì? Không phải làm những cái điều gì to to tát hay to lớn cho đất nước này, hay vượt khỏi ra ngoài tầm vũ trụ, hay là đất nước này, hay là phải sang đất nước kia để thể hiện. Không 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 cần. Đó không phải là cái cốt lõi của nó. Đấy, mà là chúng ta phải góp phần này. Thứ nhất này, ổn định gia đình, ổn định cá nhân bản thân và ổn định xã hội. Đấy, từ một gia đình nhỏ hợp lại một xã hội nhỏ hợp thành những xã hội lớn hợp thành những cái vùng lớn, tỉnh lớn. Đấy, tỉnh tốt thì tất cả đất nước, các tỉnh tốt thì tất cả đất nước sẽ phát triển và thịnh vượng. Đấy, giống như bọn em đây, giống như các cô chú anh chị em thế thôi. Đi làm thật là nhiệt tình, cống hiến thật là nhiệt tình, kể cả làm nông làm ruộng, cấy lúa cũng phải nhiệt tình, trồng cây cũng phải nhiệt tình, xịt thuốc cũng phải nhiệt tình. Đó là góp phần thúc đẩy kinh tế của đất nước. Đấy, mỗi cá nhân bản thân có những cái suy nghĩ như thế thì đất nước mới phát triển được. Đấy, chứ không phải là cứ lên mạng xong rồi ăn không nói có, mà trong khi đó mình chưa làm được cái gì, thì đó là một cái điều nó rất nó rất là thiển cận. Đấy, chia sẻ với các cô chú anh chị em là như thế. Một số các cô chú anh chị em thấy rất là lạ, nhưng mà thật sự ra em nói chia sẻ thẳng là vẫn phải nhắc lại với các cô chú anh chị em, đó là 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đấy, đấy, từ Ngô Đinh Tiền Lê các kiểu cho đến tận bây giờ, ông cha ta không bao giờ chọn cách khuất phục, mà ông cha ta chọn cách là phản kháng. Mọi người có thấy không? Không có một triều đại nào của Việt Nam chọn cách khuất phục cả. Không có một triều đại nào của Việt Nam mà chọn cách gọi là bán nước cầu vinh cả. Mọi người thấy không? Không có một triều đại nào cả. Đấy, thì mọi người phải hiểu rằng là chúng ta gốc gác nó đã như thế rồi. Cho nên là con người chúng ta, con người Việt Nam nó có một cái khí phách, một cái tinh thần rất là mạnh mẽ. Nó nói về cái lòng yêu nước ấy, kể cả những cái người tàn tật hay thương binh của Việt Nam, thật sự họ là những người yêu nước, cực kỳ yêu nước. Đấy, kể cả em nói thật chứ, cái câu nói giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, từ người già trẻ nhỏ đấy cũng có nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn đất nước này hết, không phải riêng trách nhiệm của một cá nhân bản thân tổ chức nào cả, mà đây là tự do, đây là độc lập của Tổ quốc Việt Nam, chứ không phải là của riêng mình ai hay là riêng của tổ chức nào cả. Đấy, đó là tinh thần và trách nhiệm. Chứ còn em đọc nhiều những cái comment thấy toàn là những các cô chú anh chị em đấy lưu vong ở bên Mỹ đấy, bên Cali đấy nói đấy, và nhân đây thì cũng 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 gửi đến cái anh Đạt CMC ở California của Mỹ. Anh này ngày trước thì anh quay top top cho gọi là top top ăn đùi gà Mỹ đế này, ăn thịt bò Mỹ đế này, rồi là ăn xúc xích Mỹ đế. Lúc nào cũng thế. Đấy, lúc nào cũng chèn cái câu Mỹ đế vào. Và mọi người có thấy một cái điều nó rất là hoang đường, nó rất là mệt mỏi ở cái thế giới này không? Đấy, mọi người cứ thử nghĩ cái lời của em nói xem nó có đúng không nhá. Tất cả những cuộc biểu tình, tất cả những cuộc nổi dậy. Đấy, và vân vân và mây mây. Đấy, đòi tự do dân chủ trên thế giới này. Lúc nào nhá, nó cũng có một cái cờ Mỹ ở đằng sau hết.
Ví dụ như là mới đây ấy, người Campuchia ở nước ngoài ấy, đả kích gọi là chính phủ và nhân dân Việt Nam là gọi là cướp nước của họ, gọi là thế nọ thế kia của họ. Họ biểu tình bên Hàn, họ cũng cầm một cái lá cờ Hàn, cầm một cái lá cờ Campuchia, xong lại cầm theo một cái lá cờ Mỹ để làm cái gì? Đấy, và tất cả những tổ chức nhân quyền, dân quyền, kể cả như là cái tổ chức khủng bố nhà nước Đề Ga này, rồi là các kiểu này, nó cũng tồn tại bên Mỹ hết. Thế thế chính phủ Mỹ nuôi những cái tổ chức đấy để làm gì? Rồi là những cái tổ chức mà sinh viên lật đổ ở Bangladesh cũng thế, cũng xuất phát từ Mỹ. Thế là đất nước dân chủ đó là đất nước tạo ra những tổ chức khủng bố à? Đau hết cả đầu. Ngay kể cả cái vụ việc ông Donald Trump, ông ấy đi sang các bang để ông ấy vận động bầu cử cũng bị ám sát hụt đến tận 2 lần. An ninh tốt đấy, dân chủ nhân quyền, nhưng vẫn có bắn nhau bình thường. Không thích là bắn bắn cả bố lẫn mẹ, bắn cả tổng thống đấy. Cho nên là mọi người phải hiểu là văn hóa con người Việt Nam ấy, tôn sư trọng đạo nó như thế nào, văn hóa gia đình, ông bà cha mẹ bố cụ kỵ các kiểu, là con cái con cháu chắt chút chít phía sau bảo gì là phải nghe đấy, nó phải có truyền thống như thế. Cho nên là tại sao những các thủ tướng hay là nữ hoàng hay các kiểu hoàng tử các kiểu sang bên Việt Nam rồi là công du thăm viếng Việt Nam, có thể là ăn bánh mì lề đường, ăn làm tô bún đậu mắm tôm rồi các kiểu thể loại, uống trà đá uống bia ở ven hồ rồi chạy bộ các kiểu, thủ tướng Canada, tổng thống Canada sang chạy bộ các kiểu ở thành phố Hồ Chí Minh, ăn ẩm thực của Việt Nam, không bao giờ có một cái động từ ám sát gì. Đấy, chúng ta là có một cái hệ thống an ninh chạy bằng cơm, từ người dân cho đến các lực lượng cơ quan là nó kết nối với nhau là cực kỳ chặt chẽ. Đấy, mọi người cứ bảo là những cái ông tổ trưởng tổ dân phố với cả trưởng thôn là những cái ông mà ăn hại chả đi làm cái gì, không phải đâu nha. Những cái ông đấy chỉ cần có biến nhỏ tí thôi ở trong khu dân cư thôi là ông biết hết, nhà này có hạnh phúc hay không, nhà kia cãi nhau hay không, đêm hôm qua nhà này nhậu mấy giờ xong, biết hết đấy. Đấy, những ông đấy biết hết thì công an biết hết à. Đấy, cho nên là mọi người không phải bảo là Việt Nam đơn giản đâu. Đấy, để có một an ninh như thế, nhưng mà an toàn hay không là phải dựa vào dân hết. Đấy, nói thật mọi người chứ, ba cái tay mà tại vì cái truyền thống ấy, cái truyền thống của những người phương Tây ấy, người ta sống, người ta độc lập từ nhỏ, cho nên là có thể là người ta vô cảm. Thế nên là mới các thằng khủng bố nó mới có thể là ngang nhiên vác bom vác biết ra công viên để nó đánh bom liều chết rồi nó thế nọ thế kia được. Nhưng còn riêng Việt Nam ấy, chúng ta là phải có tinh thần từ lúc bé rồi. Đấy, nhiều người hay cực đoan bảo là chính phủ nhồi sọ những trẻ em, nhưng không phải đâu. Em nói thật thật với các cô chú anh chị em, ngay kể cả con em đây, một đứa 3 tuổi, một đứa 6 tuổi, giờ một đứa học lớp 1, một đứa đi học mẫu giáo 3 tuổi. Nhưng mà cái thằng 3 tuổi, mấy cái con chị nó là học lớp 1 ấy, 6 tuổi là nó về nó dạy cho nhau hát quốc ca các kiểu đàng hoàng. Đấy, học năm điều Bác Hồ dạy các kiểu đàng hoàng. Đấy, nó dạy cho thằng em như thế. Đấy, đó là cái tầng lớp kế cận. Đấy, chúng ta không được phép quên lịch sử. Đấy, và như là người Việt Nam, ví dụ như là khủng bố mà muốn vào Việt Nam, cho vào chót lọt đi. Nhưng mà bảo mà đi nhông nhông này mà chỉ cần những camera chạy bằng cơm mà ủa, thằng này nó mang cái túi gì mà sao lại to thế nhỉ? Đấy, tự nhiên lòi lòi ra nhìn như khẩu súng. Là bắt đầu là có chuyện đấy, là có đường dây nóng báo cho công an, là công an nó tóm gọn ngay à. Đó, Việt Nam là thế. Đấy, những cái vụ mà ở cư Cun, đấy, bạo động ở Đắk Lắk ấy, thì em nói thật với mọi người, không những công an quân đội đi bắt, mà kể cả ngay cả người dân, người ta chấp nhận nghỉ và chấp nhận người ta vào vườn vào dãy để người ta lùng sục truy đuổi, biết rằng là có súng đó, những tên khủng bố đấy có súng đó, nhưng mà người ta vẫn nhiệt tình để người ta báo cho công an, và ngay kể cả người dân cũng tổ chức nấu ăn cho bộ đội công an để truy quét những cái thành phần đó, tại vì không có một đảng nào hơn Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Đó, mọi người phải hiểu điều này. Đấy, chắc gì đấy, như Myanmar 11 đảng đến bây giờ đất nước nghèo như chó luôn. Đấy, Bangladesh đấy, bây giờ hài lòng chưa? Đấy, 5 đảng, đấy, bây giờ cũng nghèo như chó luôn.
đấy, sống được yên ổn không đấy, mọi người nghĩ mà xem đấy. Nhiều người bảo là nhiều đảng cho nó có dân chủ đấy, dân chủ chưa, chưa thấy dân chủ đâu, nhưng thấy đói rồi, thấy nghèo rồi đấy, rồi là bảo là độc tài, rồi là bảo là ui Việt Nam một đảng là độc tài, Trung Quốc một đảng là độc tài đấy, Nga một đảng là độc tài. Mọi mọi người đây nhắc đến cái ông, nhiều người em chia sẻ một tí về cái đất nước Nga với cái tổng thống Nga Putin đấy. Em thì em không biết các ông hay là các hay là người nào chê thì tổng thống Putin, em thì không tôn sùng ông đấy đâu, nhưng mà mọi người phải hiểu thế này này, đất nước Nga từ một cái đất nước mà sau khi đổi mới và Liên Xô tan rã đấy, ông ấy là một người mang nhiều những cái trọng trách cả hơn 2 thập kỷ nay đấy, 2 thập kỷ là trong vòng hơn 20 năm ông ấy tạo dựng nên một nước Nga, từ một nước Nga sụp đổ, từ một nước Nga lạm phát, từ một nước Nga chỉ có quyền lực và chỉ có tiếng nói ở những cái doanh nghiệp lớn, mà nhà nước chỉ là một cái thứ gọi là phụ thôi, thì ông đã làm cho một cái đất nước Nga nó có vị thế, làm cho chính quyền của nước Nga có một cái vị thế trên trường quốc tế là cực kỳ mạnh, và đến tận bây giờ nước Nga là một nước phát triển cực kỳ tốt, thì ông ấy là một người giỏi chứ đấy, tại sao phải 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 chúng ta sử dụng một người giỏi thì phải sử dụng triệt để đấy, giống như là chúng ta sử dụng một nhà bác học phải sử dụng cả đời chứ, giống như anh Xanh đấy, ông ấy cống hiến từ cái lúc ông ấy còn trẻ cho đến cái lúc mà ông ấy rời xa nhân thế đấy, tại sao mọi người không bảo là ừ ông xuống đi đấy, Putin như một kiến trúc sư, như là một nhà chính trị lão luyện đấy, vĩ đại, ông ấy được coi là vĩ đại đấy, không có một đất nước nào mà rộng lớn như thế mà có một người nhỏ bé như vậy mà cai quản và phát triển được một cái tầm óc đầu óc vĩ mô như thế đấy. Đấy giống như ông Tập Cận Bình thế, nhiều người chê đấy, quên cái việc mà Biển Đông của Việt Nam đi, thì phải nói là hay là quên những cái mà chúng ta thấy là Trung Quốc nó không tốt đối với Việt Nam đi, chỉ đánh giá sơ bộ thôi là ông Tập Cận Bình ông có giỏi không, ông phải giỏi ông mới lãnh đạo được đất nước đúng không, ông giỏi ông mới để Trung Quốc phát triển đến như ngày hôm nay, có vị thế cường quốc cái gì cũng có đấy, cường quốc gọi là nền kinh tế gọi là đứng thứ 2 thế giới luôn, thì mọi người người nghĩ ông ấy yếu kém, mọi người nghĩ ông ấy linh tinh lung tung, mà ông ấy lãnh đạo cả một cái đất nước nó to như thế, cả bằng 1/4 dân số thế giới thế à đấy, ngu ngốc. Đó là những cái người mà ngu ngu si đần độn. Nói thì lại bảo là tự ái nhưng mà không phải, thật ngu si thật. Đấy. Mọi người thấy các đời tổng thống của, ví dụ bây giờ so sánh nha, bây giờ các đời tổng thống của Mỹ đi. Rồi, nào mọi người kể những người nào giỏi trừ ông Washington. Ông Washington là người khai quốc công thần của đất nước Mỹ, khai sinh ra đất nước Mỹ đi. Đấy, được in trên cái tờ tiền đấy. Thì là người còn có giá trị lịch sử. Còn những cái ông sau 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 này toàn là dựa vào những cái khái niệm của ông Washington và những cái người mà cùng hội cùng thuyền với ông Washington tạo ra. Đó, những người như là Booth rồi là Ford rồi là Nixon các kiểu đấy. Gây chiến trên toàn thế giới để bóc lột người dân, để khai phá tài nguyên của nước khác mang về nước mình. Đấy, tạo ra những đội quân như Al-Qaeda rồi là những chùm khủng bố các kiểu để đối lập với các nước khác, để sang bên đó hút dầu cho nó dễ, bên Trung Đông cho nó dễ, về đất nước để phục vụ. Đấy, thì mọi người thấy ai vĩ đại hơn Putin, những cái đời tổng thống kia, với ai vĩ đại hơn ông Putin, ai vĩ đại hơn ông Tập Cận Bình nào. Đấy, mà ngay kể cả so sánh đối với Việt Nam thì không 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 có cửa đó. Mọi người nghĩ mà xem đó, thì nói chung là cứ ông nào giàu, ông nào có, ông nào vận động được, nếu mà nói bảo là dân chủ ấy mà bầu cử ấy thì người dân người ta phải yêu quý thì người ta tự bầu cử, chứ không cần phải đi vận động, không cần phải gọi là đứng lên bảo là ừ tôi là tôi lên được cái chức này này, tôi lên được tổng thống này là tôi sẽ cho các ông quyền lợi như thế này này đấy, các ông phải bỏ phiếu cho tôi, đi vận động thế là dân chủ à. Chắc dân chủ chưa.
Em nói thật với các cô chú anh chị em, nhiều khi nó có nhiều những cái nghịch lý về hai cái từ là dân chủ và nhân quyền. Thường thường những cái chỗ nào mà nó bị bất công, những cái chỗ nào mà nó bị u nhọt thì nó cứ đi đòi dân chủ và nhân quyền. Đấy, dân chủ nhân quyền ở đâu? Đây, mới đây cái vụ tên đầu sỏ đấy, khủng bố giết người dân Việt Nam ở cư cư Queen cư cư Cun ở Đắk Lắk đấy, Y Quynh và Rắc trốn sang Thái Lan đấy, chính phủ Việt Nam yêu cầu chính phủ Thái Lan, cảnh sát Thái Lan dẫn độ về Việt Nam, thì lại có một cái tổ chức nhân quyền dân quyền ở Thái Lan mà cũng liên quan đến thành lập ở Mỹ đứng lên để đòi gọi là dân chủ dân quyền cho cái anh này, thì mọi người bảo là trùm khủng bố gây đau thương cho đất nước đấy, mà đâu đây là giết người dân vô tội nhá, đấy cứ bảo là vào trong trụ sở xã rồi giết công an đi, ừ thì công an bỏ qua đi đấy, đi ra ngoài đường còn bắn chết người ta, còn cầm dao cắt cổ người ta, thì đó là những cái hành hành động để bảo vệ dân chủ nhân quyền, bảo vệ kiểu gì đấy, thế thì ai bảo vệ cho Pia Đen nào, ai bảo vệ nhân quyền dân quyền cho chủng khủng bố Pia Đen nào, thử trả lời xem. Nói mọi người không tin chứ dân chủ nhân quyền ấy chỉ dành cho các nước lớn thôi, và cái nước Mỹ là cái nước đầu sỏ của cái thế giới đấy, gọi là anh cả đi đấy, còn anh hai anh ba là những nước như là Nga, như là Trung Quốc đấy, thì Mỹ sẽ lập ra những cái tổ chức như G7, NATO để kìm chế những cái nước nước thứ hai thứ ba đấy, thế thôi. Chứ em nói thật với các cô chú anh chị em, chứ bây giờ có đi họp Liên Hợp Quốc hay là có đi họp cái tổ chức gì gì đó liên quan đến cái vấn đề thế giới, thì em nói thật với mọi người chứ Mỹ nó không đồng ý thì tất cả các nước trên thế giới sẽ, kể cả ví dụ bây giờ 100 nước đi thì có 99 nước là bỏ phiếu đồng ý, nhưng mà thằng Mỹ một nước là Mỹ không bỏ phiếu thì cái Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng không là cái gì cả, nói thế cho nó vuông chứ không cần phải giấu giếm là cái gì đấy. Bao năm nay, cả mười mấy năm nay rồi bỏ cấm vận Cuba đấy, tổng số phiếu là trên gọi là tất cả các nước là đã đồng ý là bỏ cấm vận với Cuba rồi, nhưng mà trong đó chỉ có một vài nước thôi mà chủ chốt là nước Mỹ không bỏ cấm vận, thì Liên Hợp Quốc cũng không dám bỏ cấm vận Cuba. Thì nhiều người hỏi bảo thế thì cái tổ chức Liên Hợp Quốc này nó để làm cái gì, thì vẫn phải có tổ chức Liên Hợp Quốc để cho nó có đủ ban bệ đàng hoàng đấy, và nói thẳng ra là nó phải, thế giới nó phải vận hành như thế đấy, chứ nói chung là một nước nhỏ nước bé như Việt Nam chúng ta đây thì là đối nội đối ngoại như thế là yên bình rồi, là ngon lành rồi, thế thôi, không cần phải 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 dùng beng gì nhiều đấy. Đó rồi, em hết nước bọt rồi đấy, nói phét với các cô chú anh chị em chia sẻ với mọi người thế thôi nhá. Rồi, xin chào với các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo, bao giờ lại gọi là buồn mồm, ngứa mồm lại bắt đầu chia sẻ tiếp. Rồi, xin chào, chúc toàn thể các cô chú anh chị em một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhá. Xin chào toàn thể mọi người.